Rồi thì hôm nay mình có dịp gặp bạn Lực ha. Bạn Lực hai cây sáu đúng không em? Vâng, em 2k6. Đã tập luyện được 2 năm và lên được 5 cm từ 1m60 lên 1m65 ha. Và hôm nay mình sẽ quay cái bài tập mà bạn Lực hay tập để đạt được chiều cao như bây giờ ha. Rồi bây giờ em hướng dẫn với bạn ha. Trước hết là mình sẽ tập bài rút gối mà em khá là thích. Rút gối, đầu tiên là rút gối. 1 2 tập bao nhiêu set bao nhiêu ghép thì mình sẽ ghi bên dưới phần limo tẻ ha. Rồi bài tiếp theo đi em. Được rồi, mẫu gì được rồi, lên lên trên này cho đẹp em, lên trên này cho sáng. Rồi nhảy đảo chân, mỗi bài là mẫu vài cái thôi. Đây là cái bài mà bạn Lực hay tập mỗi ngày, đây là chiều cao 1m65 như hiện tại. Rồi bài nào nữa em? Bài on rồi bật sai ha, đợi tí anh lên nét. Rồi 1 2 3. Rồi. 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 Rồi được rồi, dừng lại em, nghĩ bài gì nữa? Bài chạy bứt tốc. Chạy bứt tốc, chạy mẫu cho bạn. Mấy bạn hãy thường thường bài này tập trong nhà cũng được, mấy bạn chọn cho mình 2 điểm. Chạy qua chạy lại thôi. Rồi. Nếu có thể thì lựa không gian rộng, mình chạy đường dài thì tốt hơn. Rồi còn bài nào nữa không em? Như Jimmy Jack hay là nâng cái đuôi em có tập không? Jimmy Jack có nhưng mà nó em thấy nó kiểu cardio ấy. À, rồi còn bài nào nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi còn bài nào nữa không em? Nhớ xem. Nhảy đá được. Rồi, thử xem. Cái bài này là thường thường có trong giáo án Econ hết. Rồi. Rồi, jump squat. Rồi hết rồi đúng không em? Thì đó là một số bài tập mà bạn Lực hay tập mỗi ngày ha. Rồi các bạn tập muốn tập số lượng bao nhiêu thì các bạn cái bên dưới phần link mô tả mình sẽ ghi phía bên dưới các bạn tập theo ha. Rồi cho các bạn lại xem video. Xin chào các bạn. Rồi.